Mình chỉ xài laptop mới nữa hả? Đúng rồi. Liên tục đổi mới. À, thật ra á, thằng em năm nay lên đại học. Nó đang cần một cái laptop từ 30 triệu trở xuống phục vụ cho việc học và việc chơi game. Mà nó lại nói với em là bây giờ MacBook, bây giờ Mac thì cấu hình 30 triệu là không có gì phục vụ được rồi. Chơi game không được rồi. Thì bây giờ phải là laptop Windows. Thì chắc máy này cũng phải 5-6 triệu hả? Đâu, có 30 triệu. 30 triệu luôn? Ừ. Đẹp không? Ủa sao đẹp ta? Màn hình bự, 17 inch. Mà thì đó, thì nhu cầu em nói vậy không biết anh Chí. Còn tính là con này được á. Là con này luôn hả? À, nhìn vô tưởng 5-6 triệu không á? Asus TUF Gaming F17 GTX 3050. GTX 3050. Quan trọng là màn hình 17 inch. 17 inch. Rộng sướng. Cấu hình ra đâu để đọc Core i7 144 hẹt mà có 29 triệu à. Ừ, 29 triệu 990. Tính ra vừa chơi game vừa học được. Học phải cân bằng chơi. Học xong mới chơi. Chơi xong mới học. Đúng rồi. Đó, quan trọng là gì biết không? Có webcam nữa. Học online. Nhóm luôn, quá ngon. Em còn thích nữa nói chi. Rồi, vậy từ từ để em chụp lại cái này em gửi nó coi. Không, có bài trên tay. Có trên tay luôn hả? Để gửi cho cái link. Rồi, tinh okay. Tế đúng không? Đúng rồi. Ok anh chị. Xin chào các bạn, trên tay của mình đang là chiếc laptop Asus TUF Gaming F17. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn xem cái máy này nó có những cái điểm gì thú vị. Đầu tiên là nói về thiết kế thì chúng ta sẽ có một cái máy với tổng thể khá là lớn, khá là to và hầm hố. Máy có hai phiên bản màu sắc là màu Graphite Black là màu đen và màu xám Eclipse Gray. Mình thích cái màu xám này hơn tại vì nó có một cái gì đó nó tinh tế, nó nhẹ nhàng hơn so với cái màu đen. Trước hết là nói về cái phần nắp máy, chữ TUF rất là to. Và bên này thì còn có một cái logo của TUF nữa. Thì cái thiết kế cái mặt lưng này nó tương tự như là TUF Dash F15 mà trước đây mình đã từng có một cái bài trải nghiệm. Các cái cạnh của nó có những cái đường vát cong khá là ấn tượng và ở bốn góc thì còn có bốn cái phần này giống như là con ốc vậy đó, nhưng mà nó không phải đâu. Rồi, ở phía dưới bảng lề này sẽ có những cái đèn thông báo về pin cũng như là tình trạng sạc rồi chế độ máy bay này kia và còn có một chữ TUF Gaming nữa. Ngay cái vị trí ở phía sau của cái bảng lề này là hệ thống tản nhiệt sẽ phun khí nóng ra ngoài. Liên quan đến bảng lề thì có một cái thông tin mà mình cũng muốn nói khi mà mình sử dụng cái máy này trong một ít ngày vừa qua, đó chính là bản lề của máy thiết kế rất là cứng, rất là rắn chắc. Đầu tiên á, khi mà mình sử dụng máy, mình mở ra thế này là thói quen của mình là mình hay dùng một tay thôi. Và bởi vì cái bản lề khá là cứng cho nên là nó hay kéo theo cái phần đế phía dưới luôn. Và mình bị mấy lần rồi. Mỗi lần như vậy rất là xót cái máy, nó sẽ đập xuống một cái răm như nè. Nhưng mà bù lại cái bản lề cứng như thế này nó sẽ giúp cho quá trình mà chúng ta sử dụng nó rất là ổn định cái màn hình. Ví dụ như là mình là một người gõ phím rất là mạnh. Bên cạnh đó thì có những anh em chơi game thì có những cái tình huống là phải cơm bát tay sử dụng tác động đến bàn phím rất là lớn và nó sẽ làm rung cái màn hình này. Tuy nhiên đối với cái chiếc TUF Gaming F17 này thì mình không gặp cái hiện tượng đó tại vì cái bản lề thiết kế rất là rắn chắc và cái màn hình luôn ổn định. Tiếp theo là nói về cái phần mặt dưới của máy rất là đẹp mắt. Lần đầu tiên mình nhìn cạnh dưới của máy mình rất là ấn tượng tại vì nó thiết kế theo những cái kiểu tổ ong và ở 40 góc thì cũng có những cái phần cao su để giúp cho chúng ta để lên cái mặt phẳng nó trở nên bám chắc hơn. Thiết kế theo cái kiểu tổ ong như thế này nó vừa đẹp nè. Cái thứ hai, Asus họ cho biết là nó giúp gia tăng khả năng tản nhiệt của máy và khi mà mình sử dụng cái máy này để chơi game trong vài ngày vừa qua thì cảm thấy đúng là nó mang đến những cái hiệu quả rất đáng kể về nhiệt. Và cái thông tin về tản nhiệt thì mình sẽ nói sau trong cái video này. Nói về cái kích thước của máy thì như ban đầu mà mình nói, lần đầu tiên mình nhìn thấy chiếc máy này, kích thước tổng thể nó khá là lớn. Và cũng bởi vì vậy cái trọng lượng của nó lên đến 2,6kg và rõ ràng là trọng lượng này ảnh hưởng khá là nhiều đến cái việc mà mình mang vác nó trên lưng để đi làm mỗi ngày. Tuy nhiên nếu mà anh em nào đủ khỏe thì đây cũng không phải là một cái vấn đề quá to. Và mình cũng không thường xuyên mang cái máy này đi tới lui mà chỉ để nó ở một chỗ cố định mà thôi. Về những cái cổng kết nối, đáng chú ý nhất có lẽ là cổng Thunderbolt 4 với cái khả năng hỗ trợ display board 1.4 và từ cái cổng này chúng ta có thể cắm hai màn hình 4K ở 60Hz hoặc là một cái TV 8K để xuất ra màn hình ngoài chơi game. Nó đã hơn, sướng hơn so với cái màn hình này hoặc là coi phim giải trí này kia. Tiếp theo là bên cạnh trái chúng ta còn có thêm hai cổng USB A 3.2 và bên phải cũng có thêm một cổng để chúng ta cắm phụ kiện vào chuột này kia, nó trở nên linh hoạt hơn. Ngoài ra thì máy cũng có cổng HDMI
và một cái cổng LAN. Trong tình huống mà wifi không được ổn định thì chúng ta có thể tìm một cái cổng LAN để cắm vào để chơi game cho nó ổn định hơn. Rồi cuối cùng là sự xuất hiện của cái cổng jack 3.5 để chúng ta cắm tai nghe vào để chơi game. Sau khi mở cái phần nắp máy ra thì chúng ta sẽ có một cái mặt chữ C được hoàn thiện theo cái kiểu phay xước rất là đẹp mắt. Nó sẽ giúp gia tăng cái tính thẩm mỹ, đồng thời cái tình trạng mà bám vân tay á nó ít hơn, mặc dù vẫn có nha. Mình đã từng dùng TUF 15 và rõ ràng là cái tình trạng bám vân tay rất là nhiều. Tuy nhiên trên này thì đã được khắc phục cũng tương đối và tình trạng bám vân tay nó chỉ diễn ra ở cái phần chắc bát của máy mà thôi. Tiếp theo là mình sẽ nói về cái bàn phím. Số điện thoại trang bị phím full size có đèn nền RGB các kiểu. Nó cũng có nhiều những cái chế độ đèn khác nhau. Bên cạnh đó, một trong những cái điểm nhấn cái phím điều hướng ASDW nè, nó cũng được làm cái màu trắng trong suốt và nó tách biệt so với những cái phím bấm khác. Ngoài ra thì có hai cái phím mà mình cảm thấy rất ấn tượng về mặt thiết kế, đó chính là phím space, nó rất là cá tính, và cái phím nguồn nè. Tuy nhiên đối với cái bàn phím này, sự lược giãn của các cái phím tắt như là phím tăng giảm âm lượng nhanh nó nằm đâu đó ở đây nè. Đối với con F15 á thì ở trên cái con đó mình sử dụng cái tính năng tăng giảm âm lượng rất là nhiều, và trên này thì mình phải bấm cái phím FN thì nó hơi bất tiện xíu và mình hơi tiếc về cái điều đó. Về cái cảm giác bấm phím, đây là lần đầu tiên mà mình sử dụng một cái laptop có bàn phím full size mà mình có thể làm quen nhanh đến như vậy đối với F17 này. Có lẽ là cách bố trí nó phù hợp như thế nào đó. Thì cái dải bàn phím bên phải này là cái phím số, nó sẽ rất là phù hợp cho cái công việc mà nhập liệu. Chẳng hạn như là những chị làm kế toán á, thì sẽ rất là thích cái dải phím số bên cạnh này. Về cảm giác gõ thì mình sử dụng cái hành trình phím nó cũng ổn, đủ tạo cái độ nảy để cho cảm giác gõ kích thích. Và đây là những cái giá trị mà nó y chang như cái con TUF Dash F15 mà trước đây mình đã từng có cái bài đánh giá. Tiếp theo là nói về màn hình của máy. Thì cái con TUF Gaming F17 này được trang bị màn hình số hiệu là Nano Edge, có kích thước là 17.3 inch và độ phân giải chỉ là Full HD thôi, 1920x1080. Màn hình có khả năng chống chói và một số những thông số như là sRGB thì đạt là 62.5%, Adobe thì là 47.34% và có cái độ phủ màu DCI-P3. Và điều đặc biệt là tần số quét 144Hz. Màn hình này được trang bị một cái công nghệ mà Asus họ gọi là Adaptive Sync. Nó sẽ giúp cho cái độ tươi của màn hình đồng bộ với cái tốc độ khung hình của GPU, cũng như là giảm thiểu cái hiện tượng giật hình, loại bỏ hiện tượng xé hình, và nó giúp cho cái việc chơi game trở nên mượt mà hơn rất là nhiều. Tần số quét cao nó sẽ giúp cho những cái trải nghiệm bình thường của mình như là lướt web hay là lướt những cái gì đó đối với cái màn hình nó trở nên thích mắt hơn rất là nhiều. Và cái không gian 17.3 inch cũng tạo cho mình nhiều khoảng hơn để mình có thể làm việc cũng như là xem phim này kia một cách rất là thoải mái và thích mắt so với những cái thiết bị có màn hình nó nhỏ hơn như là 15 inch. Mặc dù nghe những cái con số này có vẻ hơi nhỏ thôi, nhưng mà khi mà chúng ta đã sử dụng thực tế thì rõ ràng là nó trải nghiệm thích hơn rất là nhiều. Nói về những cái viền màn hình ở hai bên á, thì chúng ta có thể thấy là nó tương đối mỏng, cạnh trên thì hơi dày một xíu, và những cái phần mép nè nó cũng được theo cái dạng vuốt cong giúp tạo điểm nhấn. Và trên cái cạnh viền phía trên các bạn có thể thấy là nó một phần nhô lên, và phía dưới này một cái thứ mà mình rất là thích, đánh giá rất là cao, đó chính là sự xuất hiện của webcam HD 720p. Và đây là cái yếu tố đã bị thiếu hụt trên cái con TUF Dash F15, giờ đây đã được bổ sung, đã được trang bị trên con F17 này. Và đây là một trang bị rất cần thiết, đặc biệt chúng ta có thể dùng nó để học tập online, họp hành online, làm việc online trong cái thời đại này. Nói về âm thanh thì đây cũng là một trong những cái trải nghiệm rất là đáng nói đối với cái TUF Gaming F17 này. Thiết bị được trang bị hai loa với 4 đường cắt cho âm thanh lớn và mạnh mẽ, mang đến trải nghiệm rất là hay, rất là tốt. Thì nó được trang bị cái tính năng gọi là DTS Ultra cho âm thanh trung thực và trong trẻo với cái âm sắc rõ ràng. Mình trải nghiệm nhanh thì có một cái điều mà mình khá là bất ngờ, đó chính là mình để âm lượng ở mức 100%, âm thanh rất là lớn nha, và nó rất là trong chứ nó không bị vỡ hay là bị rè như là một số những cái thiết bị khác. Bên cạnh đó thì nó cũng được trang bị cái tính năng chống ồn AI 2 chiều, nó giúp khử tiếng ồn của cả đầu vào mic và những cái tạp âm trên thiết bị. Khi mà chúng ta giao tiếp với người khác thì nó cũng trở nên rõ ràng hơn. Trained by AI to eliminate over 60 million types of background noises while preserving vocal harmonics for crystal clear calls and in-game conversation.
trang bị về mặt âm thanh này sẽ giúp tối ưu khả năng giải trí của chúng ta đối với cái chiếc máy này. Chúng ta có thể dùng nó để chơi game rất là kích thích, tại vì nó mô phỏng được âm thanh reverb. Khi mà chúng ta chơi những tựa game bắn súng thì chúng ta có thể nghe được tiếng bước chân của địch từ những cái hướng khác nhau trong game. Và khi mà chúng ta xem phim thì nó cũng trở nên tuyệt vời hơn, thú vị hơn, tại vì âm thanh là một trong những yếu tố rất là quan trọng bên cạnh cái màn hình. Yếu tố tiếp theo mình muốn nói đó chính là về cái hệ thống tản nhiệt. Rồi, hệ thống tản nhiệt được trang bị 4 ống dẫn nhiệt và 3 bộ tản nhiệt giúp đẩy nhiệt ra khỏi cái phần cứng và giúp duy trì một cái nhiệt độ luôn ở mức tối ưu trong quá trình chúng ta sử dụng. Thiết kế hệ thống tản nhiệt này nó có một số những đặc điểm như là nó có thể tự làm sạch, không bị tích tụ những cái mảnh vụn bụi này kia khi mà chúng ta sử dụng lâu dài. Nó cũng có những chế độ khác nhau để giúp cho độ ồn trong quá trình mà làm việc của hệ thống tản nhiệt nó trở nên thấp nhất có thể. Với công nghệ 0 decibel thì các quạt tản nhiệt sẽ tắt hoàn toàn khi nhiệt độ CPU và GPU thấp hơn 60 độ C ở chế độ silent, im lặng. Và đây là một cái tính năng khá là hay, tại vì đôi lúc chúng ta cần cái không gian nó yên tĩnh để chúng ta tập trung làm một cái gì đó mà nghe cái tiếng quạt của máy nó quạt quay re re hoài thì rất là khó chịu. Và khi mà mình để máy vào chế độ silent để gõ văn bản cần tập trung thì rõ ràng là cái máy này đáp ứng được rất là tốt những nhu cầu đó. Tiếp theo là một trong những cái thông tin rất là quan trọng đối với cái dòng máy này, đó chính là về hiệu năng. Thì trên cái con TUF Gaming F17 mình đang có ở đây, nó được trang bị con GPU RTX 3050, hứa hẹn đáp ứng nhu cầu chiến được tất cả những cái thể loại game mà đòi hỏi cấu hình cao ở trong ít nhất là vài năm tới. Bên cạnh đó thì trang bị cái CPU Intel Core i7-11800H 8x16 luồng. Và cái CPU dòng này nó được thiết kế nhằm đem lại gameplay rất là tốt trên những cái thiết bị nhỏ và mỏng. Liên quan đến những cái thông tin về phần cứng thì máy cũng được trang bị những công nghệ khá hay ho, có thể kể đến như là Deep Learning Super Sampling hay là viết tắt là DLSS mà Nvidia cho rằng nó có thể tận dụng tối đa sức mạnh của AI để hỗ trợ quá trình render. Chỉ cần render một ít điểm ảnh, sau đó là dùng AI để tái tạo lại những hình ảnh với độ nét và độ phân giải cao hơn nhưng không đòi hỏi nhiều phần cứng như xưa nữa. Nvidia cho biết là trên những cái con GPU như thế này được trang bị nhân tensor nhằm chạy những cái tác vụ AI và sử dụng DLSS để tăng tốc độ khung hình trong khi vẫn đảm bảo tạo ra những cái hình ảnh đẹp, sắc nét trong game. Do đó thì bạn hoàn toàn có thể mạnh tay trong việc là đẩy sitting ray tracing lên cao nhất có thể, đồng thời đẩy cái độ phân giải lên để giúp cho cái việc chơi game lên tối ưu hơn, thích mắt hơn rất là nhiều. Chúng ta sẽ có cái bộ nhớ RAM là DDR4 8GB có thể mở rộng hơn nữa để giúp cho những tác vụ đa nhiệm nó diễn ra mượt mà hơn. Chúng ta chơi game, lướt web hay này kia và duy trì nó một cách rất là ổn định. Về cái phần bộ nhớ thì máy này, cái phiên bản mình đang sử dụng ở đây, nó sở hữu cái SSD 512GB. Bên cạnh đó thì còn có một cái công nghệ rất là đáng chú ý khác, đó là Nvidia Reflex. Thì công nghệ này của Nvidia nó sẽ hướng tới cộng đồng gamer esports. Nó giúp giảm độ trễ hình ảnh hiển thị trên màn hình game trong những cái trận đấu chuyên nghiệp. Độ trễ khi chơi game đến từ phần cứng và phụ thuộc vào cả đường truyền internet. Cái thứ hai thì Nvidia sẽ không sửa được, chỉ có nâng cấp đường truyền sao cho nó mạnh hơn thôi. Nhưng với cái độ trễ hệ thống thì Nvidia có thể họ sẽ có giải pháp. Đó là độ trễ này nó xuất hiện giữa khoảng thời gian mà anh em nhấn chuột và cái khẩu súng ở trong game nó xả đạn. Giữa khoảng thời gian đó thì rất là nhiều thứ diễn ra bên trong cái cổ máy này. Và độ trễ từ lúc nhấn chuột cho đến khi máy tính nhận lệnh input, độ trễ này từ lúc máy tính render xong một khung hình đến một khung hình kế tiếp, và cuối cùng là độ trễ từ khi render xong một cái khung hình đến khi nó được hiển thị lên màn hình máy tính. Những cái khoảng thời gian này chỉ tính bằng mili giây nhưng đôi khi nó quyết định cái việc mà anh em có bắn trúng đối thủ hay là không. Mục tiêu của Nvidia với cái công nghệ Reflex này là giảm tác động tiêu cực từ cái độ trễ hệ thống, sử dụng phần mềm và tối ưu cái driver để giảm độ trễ, từ đó giúp cho những hành động trong game nó sẽ trở nên chính xác hơn rất là nhiều. Hiện tại thì cái tính năng Nvidia Reflex này chỉ hỗ trợ một số những cái tựa game nhất định mà thôi, và trong tương lai thì cái danh sách game đó nó sẽ được mở rộng ra nhiều hơn nữa để giúp tận dụng tối đa cái tính năng này trên rất nhiều những tựa game khác nhau. Tiếp theo là nói về pin, thì trên cái con ASUS TUF Gaming F17 này được trang bị pin 48Wh, sử dụng 3 cell lithium ion và đi kèm đó là một cái bộ sạc 180W. Hy vọng là trong thời gian tới mình có dịp được sử dụng cái máy này nhiều hơn để chia sẻ về cái pin cho anh em xem. Bên cạnh đó thì một số những cái thông tin bên lề khác thì máy cũng được trang bị cái tiêu chuẩn độ bền theo chuẩn quân đội, giúp nó có thể hoạt động tốt trong rất nhiều những cái điều kiện môi trường lạnh, nóng, độ ẩm khắc nghiệt khác nhau, và cũng như là cái việc mà rơi vỡ, va đập này kia nó cũng giúp đảm bảo cho chiếc máy này nó vận hành tốt khi mà gặp những cái điều kiện môi trường khắc nghiệt.
Rồi, thì đó cũng là những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ với các bạn về cái chiếc ASUS TUF Garmin F17 này. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì nhớ bấm like, share và subscribe cho kênh YouTube của Tinh Tế. Bây giờ thì xin chào và cảm ơn các bạn. Mình là Minh Trí ở đây trên mạng xã hội tinh tế.vn.